Chào các anh em đang xem kênh miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ tư, ngày 2 tháng 3 2022, thì mình đang tiến hành gói những cái tấm pin 200W cuối cùng để gửi tới ở đây mình còn 3 tấm nè anh em. Tấm pin 200W ha. Để gửi tới cho anh Nguyễn Văn Lý ở Châu Thành A Châu Thành Châu Thành Hậu Giang hay là An Giang gì đó để mình xem lại ha. Anh Lý ha, thì anh Lý thì trong cái chiếc xe miền Tây anh Lý đã mua rất là nhiều pin, rất là nhiều pin, nhưng mà kỳ này anh quay là anh mua nữa ha. Thì gần này mình gói bưu điện nha. Anh Nguyễn Văn Lý ở Châu Thành An Giang, ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, Châu Thành An Giang đó. Thì cảm ơn anh Lý rất là nhiều, anh đã quay trở lại mua hàng và tiếp tục mua pin. Thì ngoài mua pin anh cũng còn mua dây mà C4 đồng đùm la trơn. Giờ mình review qua 3 tấm pin 200W của Ursula, của anh Lý ha. Ba tấm pin này là ba tấm pin cuối cùng của 200W mình đang còn. Thì thời gian tới mình sẽ nhập thêm 200W gì nữa. Thì mấy ngày nay do bận biểu quá anh em, cho nên là chưa có thể nào liên hệ nhập pin được. Mỗi một lần nhập pin thì tốn rất là nhiều thời gian để nghiên cứu pin, cũng như là nghiên cứu về chất lượng ha, này kia đàng hoàng, mất rất là nhiều thời gian, cho nên mình chưa có thời gian để nhập pin. Và thời gian tới anh em nào mà còn yêu thích pin này thì cứ đăng ký ha, mình sẽ kéo về bán cho anh em ha, mình sẽ hẹn ngày và kéo về bán cho mọi người. Thì đây gửi cho anh Lý 3 tấm cuối cùng nha. Đầu tiên là ở trên có một lớp mốt nè, rồi tới tấm pin, rồi tới tấm pin, hai tấm pin này là cái mặt kính được giấu vào trong ha, rồi lên tới lớp mốt, rồi tới miếng pin, rồi tới lớp mốt nữa. Có nghĩa là mình dùng rất là nhiều mốt luôn mọi người. Rồi ở bên ngoài chúng ta dùng một cái cạc tông thật là dày, chúng ta bao lại, bao tấm pin lại thì nó cực kỳ là an toàn ha. Ở thì cảm ơn mấy ông anh đã mua hàng rất là nhiệt tình luôn. Và cái đống pin 200W là hiện tại là không còn luôn mọi người nè. Cái chỗ mình để pin 200W hôm nay là anh em là không còn một tấm luôn nha anh em. Ở bán rất là chạy luôn. Nói chung là lúc này nắng nhiều chứ anh em không có nở nhìn mặt trời rớt đất uổng ha. Đó, anh em hứng nắng ha. Hôm nay anh em lấy rất là nhiều. Và có hai anh đăng ký mình một tấm, thì thứ nhất là một tấm gửi rất là nguy hiểm. Thứ hai nữa là mình chưa kịp vận động, anh em lấy hai tấm thì đã hết pin rồi, anh em thông cảm ha. Lần tới pin về mình sẽ thông báo và mình liên hệ lại, nếu anh em còn muốn lấy thì mình gửi, chứ lần này hết rồi ha. Hai anh đã thông cảm nha anh em. Ba tấm của anh Lý này là ba tấm cuối cùng rồi đấy. Thì anh em nào yêu thích pin thì anh em có thể đến nhà mình ngay lúc này lấy pin đê hôi hai mặt kính 445W, giá là 6.400 một watt. Còn kia là pin đê hôi một mặt kính 455W, giá là 6.200 một watt. Thì mình nói tới đó chắc anh em suy nghĩ là lần trước đê hôi em bán một mặt kính là chỉ có 59 thôi, tại sao lại 6.200 bây giờ. Thì mong mấy anh thông cảm ha. 5.900 là cái giá cuối năm, khi mà em được cái công ty ưu đãi giá cuối năm. Và cái đó là cái giá rẻ, gọi là rẻ nhất thế giới luôn anh em. Chưa bao giờ mà giá pin 9 bit buy hàng xịn sale nhập từ Hàn Quốc mà lại rẻ 5.900 như vậy. Và lúc đó mình vận động anh em lấy 5.900 thì anh em lấy rất là nhiệt tình và lấy hết pin rồi ha. Bây giờ đầu năm mới thì pin mới về thì giá cả nó sẽ khác anh em. Đó, nó tăng nhẹ, tăng rất là nhẹ thôi chứ không có vấn đề gì. Chỉ có 6.200 một watt pin đê hôi 455W một kính ha. Còn 6.400 là loại hai kính rất là đẹp. Ở đây thì mình một kính thì anh em thấy rất là thường rồi. Anh em có thể lục video cũ coi ha, pin mới và pin cũ này y gan nhau thôi. Còn loại hai kính do mình để ở trong nè, bữa nào để mình moi ra mình quay chi tiết cho anh em xem nha. Để ở trong đây cho nên bị khuất không có thấy được hai kính. Đó thì nó vẫn là pin 9 bit buy rất là bình thường anh em, và rất là xịn sò. Sale nhập trực tiếp từ Hàn Quốc, lắp ráp ở Việt Nam, giá rất là ok ha. Anh em thấy pallet pin mình đem từ nhà máy về. Nè anh em, cái khung nhôm nè. Khung nhôm mới tinh luôn ha. Không có một vết trầy luôn nha, không có dấu tay luôn á, khung nhôm của nhà máy về nè anh em. Đó, nhôm ở trên ở cái hông nè. Đây ở mặt sau mặt trước này kia anh em thấy, ban đêm thì hơi khó thấy anh em thông cảm, bữa nào mình lôi pin rồi quay ban ngày nha mọi người. Đó thì anh em thấy là hàng là mới tinh, hàng xịn chất lượng, anh em mua nên an tâm nha mọi người. Anh em nào mà cho xe hàng tới thẳng nhà mình lấy mình rất là cảm ơn luôn ha, chứ còn lúc này mình không có thời gian cho nên là mình đi giao hàng nó mất thời gian quá. Đó anh em nào mà đam mê cứ lấy 3 kg 4 kg pin phóng lên chiếc xe hàng ha, chạy tới nhà mình đó tới mình lấy, mình rất là cảm ơn mấy ông anh luôn ha. Đó vậy nó sẽ tiện lợi cho mình vô cùng luôn nha mọi người. Đó thì mình nhắc lại, đèn quạt hay là JDMK hay là JDT hay là gương cầu lồi gì đó mình cũng còn hàng hết luôn á. Còn mấy cái pin này mình cũng còn hàng luôn, con thin mình vẫn còn luôn nha anh em.
thêm 6 kg vẫn còn để bán cho anh em luôn nha. Rồi cái con Segatech 3,2 vẫn còn luôn, hàng Segatech mới thì sắp về rồi. À, mới mình về mình báo cho anh em biết nha. Đó, anh em ủng hộ những cái mặt hàng bên mình còn đang bán thì anh em cứ liên hệ mình. MBT thần thánh đâu vẫn còn ha, cái gì mà anh em coi trên video ở trong kênh mình mà anh em thấy anh em cứ thoải mái liên hệ mình. Đó, còn thì mình sẽ gửi cho anh em với giá thật là tốt nha. Đó, thì bữa nay mình gọi mình báo cho anh em là pin 200W nó tạm hết. Thì thời gian tới anh em mà có nhu cầu thì cứ liên hệ rồi mình ghi lại, rồi mình sẽ nhanh chóng kéo hàng về. Rồi có hàng cái là mình nhắn cái cho mấy ông anh thì mình sẽ tiến hành gửi cho mấy ông anh liền ngay lập tức nha mọi người. Đó, mong mấy ông anh thông cảm ha, pin nó tạm hết, mình chưa đủ thời gian để liên hệ lấy pin anh em. Đó, nói chung là mỗi lần liên hệ lấy pin thì nó mất rất nhiều thời gian, do chúng ta phải lựa pin, phải coi sale như thế nào, phải đủ thứ chuyện anh đời á, pin phải ngon lành mới lấy mọi người, cho nên là mình chưa lấy được ngay nha. Đó, hẹn mấy ông anh chờ mình khoảng một vài hôm. Đó, thì nhiều anh lúc này rất là đam mê lắp dạng độc lập á, lấy pin nhỏ nhỏ nè, về dễ lắp, dễ vận chuyển, dễ gọi bưu điện đồ á. Đó, mình biết là nhu cầu vậy luôn. Còn pin lớn á, thì anh em cũng rất là thích, nhưng mà nó khó gửi anh em, phí vận chuyển nó khá cao, cho nên mọi người vẫn chọn pin nhỏ nhiều ha. Đó, thôi tới đây mình kết thúc video ha, hẹn gặp anh em ở những video lần sau. Anh em đam mê tất cả các mặt hàng mình đều còn tất cả luôn nha mọi người, đó, để bán cho mọi người nha. Thôi xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha.